Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Bộ Công an Việt Nam bắt Nguyễn Cao Trí rồi ém tin. Theo thông tin từ báo chí trong nước ngày 5 tháng 8 liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam ông Nguyễn Cao Trí với cáo buộc chiếm đoạt hơn 40 triệu USD của bà Trương Mỹ Lan. Hình ảnh ông Nguyễn Cao Trí. Báo tuổi trẻ dẫn lời Trung tướng Tô Ân Sô vào ngày 15 tháng 1 Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã quyết định khởi tố bắt tạm giam ông Nguyễn Cao Trí sinh năm 1970 về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, theo khoảng 4 điều 175 Bộ Luật Hình sự. Theo báo cáo của Cơ quan Cảnh sát điều tra, trong quá trình mở rộng điều tra vụ án công ty An Đông, Vạn Thịnh Phát đã phát hiện bà Trương Mỹ Lan có quan hệ làm ăn đầu tư với ông Nguyễn Cao Trí Bà Trương Mỹ Lan đã chuyển cho ông Nguyễn Cao Trí hơn 40 triệu USD để mua bán dự án kinh doanh. Khi bà Trương Mỹ Lan bị bắt, ông Nguyễn Cao Trí nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền bà Lan đã chuyển cho ông này. Ông Trí đã chỉ đạo một số nhân viên tiêu hủy toàn bộ giấy tờ chứng cứ bà Lan chuyển 40 triệu USD với mục đích chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên. Ông Nguyễn Cao Trí là thành viên hội đồng trường Đại học Văn Lang tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh. Nhà báo Nguyễn Thông, một nhà báo kỳ cựu, bình luận trên Facebook cá nhân của mình rằng Hôm qua, 5 tháng 8, ông Tô Ân Sô nói toẹt việc công an đã bắt đại gia Nguyễn Cao Trí từ ngày 15 tháng 1 năm nay, tức là đã tóm gần 7 tháng. Nhiều công ty do ông Trí đứng đầu suốt hơn nửa năm kêu trời không biết sếp của mình đi đâu. Các cổ đông càng hoang mang tợn, còn báo chí thì đủ kiểu hồ nghi, Thiên hạ cứ bảo đó là nghiệp vụ của công an, chỉ có điều xưa nay làm việc quang minh chính đại thì không cần lén lút mờ ám. Nếu ông ta có tội thì cứ việc bắt và công bố sao phải giấu gần 7 tháng trời? Giả dụ người bị bắt chết trong nơi giam giữ thì sao? Vụ này cho thấy quy trình thực thi pháp luật, điều tra khởi tố vụ án, khởi tố bị can được viện kiểm sát đồng ý bị vi phạm nghiêm trọng hoặc rất vớ vẩn. Hồi tháng 1 năm 2023 Blogger Bùi Thanh Hiếu đưa tin ông Nguyễn Cao Trí bị bắt và cho biết thêm Trí có quan hệ mật thiết với ông Trương Tấn Sang, Trương Hòa Bình, Nguyễn Công Khế, Đòn Lam. Hình ảnh bà Trương Mỹ Lan. Quan sát thành công nhanh chóng của ông Trí trong nhiều năm qua, nhất là những vụ thâu tóm đất vàng ở thành phố Hồ Chí Minh dễ dàng với giá bèo bọt, đều có bóng dáng của ông Trương Tấn Sang. Trí cũng nhiều lần tháp tùng ông Sang đi khắp nơi trên danh nghĩa ủng hộ từ thiện. Thực ra đó là cách ông Tư Sang và ông Trương Hòa Bình giới thiệu ông Trí là đệ tử thân cận của mình. Doanh nhân Nguyễn Cao Trí là một chìa khóa đặc biệt dẫn đến nhiều các đối tượng và vụ việc khác phức tạp. Sự lớn mạnh nhanh chóng của Trí chính là điểm yếu của Trí. Y sẽ không có đủ những kinh nghiệm để đối phó. Y chính là điểm chọn đột phá dễ nhất trong cứ điểm chặt chẽ của phe Trương Tấn Sang, Trương Hòa Bình. Liên quan đến vụ án tập đoàn Vạn Thịnh Phát, sau khi Bộ Công an khởi tố và bắt giam bà Trương Mỹ Lan, đã có tổng cộng hai người bị đột tử và hai người khác mất tích mà chưa rõ lý do. Người đầu tiên là ông Nguyễn Tiến Thành, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt, thành viên Hội đồng Quản trị độc lập tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn, SCB, đột ngột qua đời do đột quỵ. Ông Thành là chồng của bà Tống Thị Thanh Hoàng, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Người thứ hai là bà Nguyễn Phương Hồng, 39 tuổi, trợ lý của bà Trương Mỹ Lan, qua đời vào rạng sáng ngày 9 tháng 10 khi đang bị bắt tạm giam, nguyên nhân không được tiết lộ. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB tháng 10 năm 2022 phải lên tiếng trên trang chủ khẳng định hai ông Lưu Quốc Thắng, trưởng ban kiểm soát SCB và ông Diệp Bảo Châu, phó tổng giám đốc SCB vẫn đang điều hành công việc hàng ngày của ngân hàng, chứ không qua đời như tin đồn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo chấm đê với bản tin Bộ Công an Việt Nam bắt Nguyễn Cao Trí rồi ém tin. Ấn Độ Thái Bình Dương, một thực thể địa chính trị mới Ngày 31 tháng 7, AFI tiếng Việt có bài Chiến lược Ấn Độ Thái Bình Dương, Việt Nam và ASEAN chọn lợi ích nhưng không chọn phe. Phỏng vấn Giám đốc nghiên cứu Benoit de Calde, Viện Nghiên cứu Chiến lược IASEM, trường quân sự pháp về những chiến lược Ấn Độ Thái Bình Dương. Ông Benoit de Holiday cho rằng hiện giờ Ấn Độ Thái Bình Dương là một khái niệm rất thịnh hành do sự trỗi dậy của Trung Quốc cũng như sự trỗi dậy của Ấn Độ ở châu Á cùng những hệ quả có thể xảy ra đối với châu Âu, với Pháp và nhất là sự hiện diện của Mỹ ở trong vùng và ở Ấn Độ Dương. Do đó phải suy nghĩ lại một cách tổng thể mối quan hệ của các nước phương Tây với châu Á, bao gồm vấn đề địa chính trị gộp cả về ngoại giao, kinh tế, chính trị và địa lý. Hình ảnh bài trên AFI. Ông Benoit de Calode phân tích, trước tiên cần nhắc lại việc hình dung ra không gian Ấn Độ-Thái Bình Dương này nằm trong chủ trương mới về tương quan lực lượng của các quốc gia đang thực sự tìm cách cải thiện tình hình của mình, thậm chí là chiếm ưu thế nào đó. Cho nên cần có những nhà nghiên cứu Pháp và nước ngoài suy nghĩ về khái niệm Ấn Độ-Thái Bình Dương, nhìn từ Nhật Bản, châu Âu hay từ Đông Nam Á bởi vì ở mỗi quốc gia, mỗi một vùng nhỏ có cách nhìn khác nhau về khái niệm bao quát này. Thực thể địa lý này không tồn tại, mà đây là thực thể chính trị được hình thành, hình dung và phát triển qua lập luận chính trị của các nhà nước liên quan. Ông Benoit de Calde cho biết, Ý tưởng gộp cả hai vùng Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương thành một thực thể địa lý xuất hiện khoảng những năm 2000 đến 2010 là điều hoàn toàn mới, là hệ quả trực tiếp từ sự trỗi dậy của Trung Quốc, nước hiện giờ đang thành đối thủ cạnh tranh lớn đối với tất cả các nước phương Tây. Ông Benoit de Calode cho hay, các nước Đông Nam Á vẫn nhắc lại thường xuyên rằng họ không muốn cảm thấy bị bắt làm con tin, bởi vì sự phân định mới về không gian quốc tế này một biện pháp mà có thể khiến họ nghĩ tới những lập luận và ký ức thời chiến tranh lạnh. Điều này đã được Singapore và các nước Đông Nam Á kiên quyết nhắc lại tại đối thoại Shangri-La gần đây ở Singapore vào đầu tháng 6. Đối với đa số các nước trong vùng, không có chuyện phải chọn một phe Ấn Độ-Thái Bình Dương, kể cả bên thân Mỹ, để có thể hạn chế hoặc kiềm chế ảnh hưởng của Trung Quốc ở trong vùng. Hình ảnh trang chủ tạp chí Ecuador nơi phát hành chuyên đề những cách nhìn địa chính trị về vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương do ông Benoit de Calode đồng chủ biên. Benoit de Calode nhận xét quan hệ quốc tế mọi thời đại đều được nuôi dưỡng từ những cuộc đối đầu và ngoại giao, gây ảnh hưởng của nước này chống lại nước kia. Điều này không hoàn toàn mới. Khái niệm Ấn Độ-Thái Bình Dương chủ yếu là do Mỹ, Nhật Bản và phần nào là Liên Hiệp Châu Âu hoặc Ấn Độ sử dụng để thuyết phục các nước trong vùng hợp tác nhiều hơn với họ để hạn chế nguy cơ tiềm ẩn về sự trỗi dậy của Trung Quốc ở trong vùng. Mười nước Đông Nam Á đã khám phá ra logic cân bằng trong khái niệm Ấn Độ-Thái Bình Dương. Theo đó, họ triển khai một chính sách ngoại giao cân bằng để vừa tiếp tục hợp tác với nước này và nước khác mà không lợi dụng phe này chống phe kia. Ông Benoit de Carlude lấy ví dụ Việt Nam cho thấy hà nội tranh thủ ý định xích lại gần hơn của mỹ nhưng sẽ không đi quá xa họ biết rất rõ rằng họ không có lợi khi làm phật lòng nước láng giềng trung quốc khi cố tăng cường một cách lộ liễu quan hệ hợp tác với hoa kỳ các nước trong khu vực và các nhà lãnh đạo có chiến thuật khác nhau có lựa chọn khác nhau họ biết là tương lai chính trị của họ nằm trong khả năng duy trì sự ổn định xã hội ở trong nước và sự ổn định này lại được nuôi dưỡng bằng tăng trưởng kinh tế sự tăng trưởng kinh tế ở đông nam á trước hết là từ trung quốc nhưng đồng thời cũng là nhờ mỹ do đó về mặt chiến lược việc chọn phe có lẽ sẽ vô cùng mạo hiểm cho các quốc gia trong vùng tuy nhiên việc lựa chọn cân bằng từ chối để bị lôi vào đối đầu giữa các bên nhất là trong chiến lược ấn độ thái bình dương cuối cùng lại chính là giúp để củng cố chính sách gây ảnh hưởng của trung quốc trong khu vực quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm d với bản tin Ấn Độ Thái Bình Dương một thực thể địa chính trị mới quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký Kênh YouTube và Facebook của thời báo chấm d để được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất Ngọc Thơ thời báo chấm d